Chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Thái Chuối đây. Hôm nay mình lại tập hợp tất cả Tem Trẻ Trâu đây để quay một cái thử thách dành cho Tem Trẻ Trâu cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhớ trước khi xem video nhớ cho mình một like, chia sẻ video nha. Anh muốn hỏi mấy đứa là từ lâu rồi mấy đứa chưa được chơi cái gì nào? Cắm trại. Trốn tìm à? Vâng. Ừ, đúng rồi. Tất cả những cái mà mấy đứa nói đều là rất lâu rồi mình chưa quay lại quay video. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với chủ đề trốn tìm. Đấy. Đấy, có phần thưởng không anh? Có, tất nhiên là phải có phần thưởng rồi, chơi nó mới có tinh thần. Thì hôm nay giữa trời thời tiết mùa hè nắng 40 độ C trừ 10 thì cho mấy đứa ra ngoài cánh đồng chơi trốn tìm luôn. Anh ấy biết rồi. Em đen hơn cái áo anh hả? À, đen hơn áo à? Ôi mày thế. Đúng rồi. Nhưng mà thử thách này không dành cho những người mặc áo chống nắng chơi trốn tìm nên Vinh bị loại. Vinh vẫn không muốn cởi áo à? Không. Vinh vẫn bị loại nếu mà không cởi áo. Vinh nó vẫn không chịu cởi áo để đi chơi trốn tìm dưới thời tiết 30 độ C các bạn ạ. Giải thưởng 10 triệu. Yeah. 10 triệu. Mình chơi luôn anh này, kèm Vinh đi. Chơi luôn nha. À gì đấy? À chơi à? Thôi mặc áo vào đi em, anh đùa đấy. Thời tiết nắng này ra ngoài chơi trốn tìm để mà thành mấy cái con chuột nướng à? Đứng vào đây, mặc áo vào đi em. Mình vẫn chơi trốn tìm nha các bạn, nhưng mà không phải trốn tìm ngoài cánh đồng mà hôm nay mình chơi trốn tìm với một phong cách rất đặc biệt, đó chính là đấu giá trốn tìm nhá. Bây giờ chơi trốn tìm nhiều nhưng mà chưa chơi đấu giá trốn tìm đúng không? Vâng. Đấy thì hôm nay anh có chuẩn bị rất là nhiều thùng cắt tông đây để cho mấy đứa trốn tìm. Hôm nay chúng ta đấu giá trốn tìm trong thùng cắt tông nha các bạn. Đây, ở đây sẽ có những cái thùng cắt tông. Mình đã chọn những bức ảnh đẹp nhất của mấy đứa dán lên đây rồi. Cương này, Bình này, Long này, Thắng này, Thùy này, trời ơi mặt trái xoa này. Còn cái ảnh có hai con đĩa đắp đây là thằng Vinh nha các bạn. Đây là thằng Thảo Đen. Đấy, nhìn mãi mới nhận ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi trốn tìm bằng cách là đấu giá. Mình có chuẩn bị rất là nhiều sữa ở kia. Mình sẽ dùng sữa để làm cái thay cho tiền để đấu giá. Đấy, tức là bây giờ mấy đứa sẽ phải chơi một cái vòng đầu tiên để nhận sữa để đến vòng thứ hai đấu giá. Cái cách chơi trốn tìm đấu giá bằng cái thùng cắt tông là như sau này. Bây giờ mấy đứa sẽ nhìn thấy mấy cái thùng cắt tông đây rồi đúng không? À. Thì anh đã chuẩn bị rất là nhiều sữa ở kia là để thay thế cho tiền dành cho mấy đứa để đấu giá. Thì cái kết thúc cái video này ấy, đứa nào mà giành chiến thắng thì là đứa đấy là cái đứa nó sẽ giữ được lại nhiều sữa nhất cho mình, thì đứa đấy chính là đứa giành chiến thắng và phần thưởng nội trụng cũng chính là những cái thùng sữa mà mấy đứa giành chiến thắng nha. Yeah. Đấy thì bây giờ là chơi theo từng vòng. Vòng đầu tiên từng người chơi một, ai xung phong lên chơi trước? Yeah. À ờ cho thằng Vinh đi. Vinh sáng sáng là không có 10 triệu nhưng mà có số sữa này anh mua cũng tương đương gần 10 triệu đấy. Thật đấy anh hả? Ừ. Rồi bây giờ như sau này, bây giờ Vinh sẽ đứng ở đây quay mặt sang kia, sau đó là những thành viên còn lại sẽ tìm cho mình một cái thùng thật là đẹp và thư giãn ở trong đấy, và Vinh sẽ đoán nếu thùng trong đấy mà đúng là cái người mà Vinh đoán thì sẽ được một thùng sữa ở kia. Đấy, đúng một cái được một thùng sữa, đúng 7 cái được 7 thùng sữa nha. À nhầm, chỗ này mình đếm chỗ này chỉ có 44 thùng thôi. Chính vậy là bây giờ sẽ chơi như sau. Thì bây giờ nha, nếu mà đúng được một người thì sẽ được 10 cái túi sữa thôi, còn nếu đúng được ba người trở lên sẽ được một thùng sữa, và nếu đúng được trên 5 người tức là chỉ sai có hai người ấy, sẽ được 2 thùng sữa. Đấy, ok chưa? Okay. Không đoán được ai thì sao anh ơi? Không đoán được ai thì tí nữa sẽ được được tùy tâm, anh cho bao nhiêu thì cho, nhưng mà chắc chắn sẽ ít hơn là một người rồi. Rồi bây giờ Vinh như trước, mọi người quay mặt, Vinh quay mặt đây rồi, mọi người đi lấp đi. Xong rồi đấy, nào Vinh quay mặt ra đây. Bây giờ em đoán đi, thùng của ảnh thằng Long thì sẽ là ai? Nhanh lên, chỉ có khoảng 5 giây thôi. 5 Thương. Thùng của ảnh Bình 5 4 Long. Ảnh Thương 5 Thảo. Qua thùng mặt Thảo Thùy ở thùng của mặt Thảo. Rồi đến mặt của Thùy Chị Bình. Rồi đến mặt của thằng Thắng. Thằng Thắng là thằng Thắng luôn đúng không? Vâng. Ok, thế còn mặt em thì sẽ là ai? Thảo. Là thằng Thảo đúng không? Vâng. Rồi bây giờ tất cả đứng dậy. Chả đúng ai cả. Không đúng một ai luôn em ạ. À. Trong cái thùng làm gì có ai đâu. Ờ đấy là thắng thì thắng ở đây ấy. À đâu Vinh chọn của mình không? Đổi có cần đổi không nào? Đổi đi. Rồi đúng rồi, đổi đi. Rồi, tiếp tục quay đây. Nào, bây giờ em đoán đi. Bây giờ đầu tiên là thùng có mặt Thùy sẽ là ai nào? Thùy thì chắc chắn là nó ghét cái Thùy nên nó không bao giờ vào. Dùng tâm linh để phân tích luôn. À cái Thương.
Thế Thương, rồi tiếp đến mặt của em thì sẽ là thùng này sẽ là ai? Thảo. Rồi tiếp đến mặt thằng Long sẽ là ai? Nam. Vinh rồi. Rồi đến mặt Thảo là ai? Cái Thùy đi. Rồi đến mặt chị Bình. Chị Bình là cái Thương. Chị Bình là cái Thương. Đến mặt cái Thương là thằng Thảo đi. Thương Thảo, thế còn mặt thằng Vinh, còn chị Bình. Chị Bình ấy. Hết rồi thì phải. Rồi đứng dậy, hết rồi. Rồi. Trong thử thách trốn tìm thùng xốp này thắng đúng được mấy người nhỉ? 1, 2, 3 người, vậy là được một thùng sữa. Yeah, rồi. Đấy, à. Đấy em lấy đi. Đấy một thùng của thắng. Rồi tiếp tục. Lần Thương gì? Lần Thương sữa rồi. Nào Thương lên. Nhảy vào. À chà. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ừ, lại đến được lâu. Mời đẹp. Ok đấy, rồi Thương quay lại đoán. Ngồi xuống nhìn. Bây giờ là thằng Long chưa đi. Thằng Thắng. Rồi, chị Bình. Cái Thùy. Rồi, mặt em. Thằng Vinh. Mặt của thằng Thảo thì sẽ là ai? Chị Bình. Mặt của thằng Thắng sẽ là ai? Thằng Thảo à, thế còn mặt cái Thùy là ai? Là nó, ok. Rồi, tất cả đứng dậy đi. Đặc biệt à? Hình như là đoán đúng được một người thì phải, đúng không? Đúng rồi, đoán đúng được cái Thùy kìa. Được 10 túi sữa, tí nữa sẽ lấy đây nha. Rồi, tiếp tục người tiếp theo đi. Em ơi. Cho Thảo đi, Thảo vừa rồi nó xung phong từ vòng 1 đến giờ rồi. Chuẩn bị, nào bắt đầu. Nào chưa tung đi, lại đổi tung đi. Kệ mày. Đây, anh Dũng, chui vô. Làm lên đi em. Đau nít. Đau nít quá. Này, cẩn thận cắm đầu như đấy đó. Đấy, tao biết ngay mà, thằng báo đấy nhờ, thằng này chỉ báo tao thôi. Ok, Thảo quay lại là chuẩn bị đoán nào. Vâng. Bây giờ từ trước nha, từ Vinh đi. Vinh sẽ là ai? Vinh là Thương. Thương, rồi đến lượt thằng Thảo sẽ là ai? Long. Long à, em bàn Thắng. Chị Bình đi. Chị Bình à. Thế bây giờ em chọn thằng Thắng với Thùy ở thùng nào nào? Đây, thằng Thắng thùng này đi. Thắng thùng này đi. Vâng, cái Thùy thùng chị Bình. Thùng chị Bình á. Rồi, Thùy ra đây Thùy. Rồi, đứng dậy. Chúc mừng Thảo, Thảo trình của Thảo ngang Vinh, không đúng ai hết. Rồi đến lượt Thùy. Rồi bây giờ là Thảo ở thùng nào? Thảo ở thùng thằng Vinh. Thảo thùng thằng Vinh à? Thế thằng Vinh ở thùng nào? Thằng Vinh ở thùng thằng Thảo. Thằng Vinh ở thùng Thảo. Rồi thế còn thằng Long? Thằng Long ở thùng chị Bình. Long thùng chị Bình. Chị Bình thùng nào? Chị Bình thùng của cái Thương. Chị Bình thùng Thương. Chị Bình đâu? Đứng dậy. Rồi thế còn Thương? Thương thùng của em. Thương thùng của Thùy. Thương đứng dậy. Thế còn thằng Thắng? Thằng Thắng thùng của ông Vinh. Thắng thùng của ông Vinh. Rồi. Ôi trời ơi, đúng là Thắng, còn lại sai hết. Đúng em nữa. Hai người thì được 20 gói đúng không? Xít nữa thì được 24 gói là một thùng, nó được 20 gói. Tiếp đến đây. Rồi đến là ông gì? Vâng. Ok, bây giờ em sẽ đoán anh Thương sẽ ở thùng của thằng nào? Anh Thương sẽ ở thùng của thằng Thảo. Thương thùng Thảo. Thế thằng Thảo ở thùng của ai? Chị Bình. Thằng Thắng. Thằng Thắng ở thùng em. Thế còn Thùy? Thùy ở thùng cái Thùy. Thằng Vinh. Thằng Vinh ở thùng của chị Bình. Rồi, thế còn chị Bình? Chị Bình ở thùng thằng Vinh. Chị Bình, thằng Vinh. Đúng đấy. Đúng mỗi người thôi em ạ. À. Rồi, em nhận được 10 túi. Bình lên nhanh này để chơi vòng 2. Vòng 2 nó mới sôi động. Vòng 2 nó mới tài xỉu này. Đánh nhầm. Vòng 2 nó mới xanh chín. Bây giờ anh hỏi nhá, thùng của Thảo sẽ là ai đây? Thảo. Rồi, thế thùng của thằng Long? Thằng Vinh. Rồi, đứng dậy em. Thùng của thằng Thắng? Thùng thằng Thắng là cái Thương. Thùng của Bình? Thùy. Thùng của Thương? Thảo. Thùng của ông Vinh? Vinh Long. Hai người đúng, vậy chính vậy là em sẽ được 20 túi sữa nha. Không ai vừa được em đâu. Bây giờ sẽ đi ra đây nhận sữa nào. Đâu, Thắng được một thùng đúng không? Sự của thằng Vinh trước đi chứ hả? Vinh cho 3 túi. Rồi, Thảo đâu? Thảo ra lấy 3 túi đi. Đấy, đây là vốn của em đấy. 3 túi, 2... chỗ cái này thiếu rồi. 20 túi. Đây, 20 túi của ai nhỉ? Của
Đây Thùy 20 túi ở trong này. Em cũng 20 túi. Thương bao nhiêu túi? Em 10. 10 túi, 2 này, 4 này, 5 này. Ui dồi, 500 nghìn này đấy. 4 mà. À, 5 4 này. 6 này, 10. Đây chính là vốn của em cho cái vòng sau. Có thể nhân x10 hay x100 đều do em. Rồi, em 20 túi à? Có em 20 túi. Rồi. Còn tất cả số sữa này sẽ là vốn của anh. Ok, chào mừng các bạn đến với cái show gọi là show đấu giá trốn tìm này của mình. Và sử dụng sữa để đấu giá. Thì trò chơi này rất là đơn giản như sau. Bây giờ vòng thứ hai chơi đơn giản là sẽ có một đệ mình. Thằng Hà nó sẽ ở đây, nó ở phía bên này. Và sẽ nấp vào một cái hộp nào đấy bất kỳ. Và sang phía bên này sẽ là những người chơi đấu giá bằng những cái sữa mà ở vòng 1 mấy đứa thu thập được. Nhưng thắng được một hộp. Đấy, một thùng. Hương thì được một chậu. Long một chậu. Vinh cũng một chậu nhưng nó lạ lắm. Đấy, đây cũng một chậu. Chậu này mới là hàng riu này. Đây, một chậu. Rồi. Và còn đây là sữa của mình. Một nhà sữa. Đây nữa. Thì bây giờ mấy đứa sẽ chơi là đoán. Bây giờ là sẽ tỷ lệ là 1 ăn 4 nha các bạn. Mấy đứa đặt 1. Nếu đúng sẽ được 4 túi sữa của mình. Và nếu sai thì tất nhiên là mình sẽ tịt thu cái túi sữa rồi. Mình là nhà cái đến từ châu Phi mà. Anh là nhà cái, còn mấy đứa nhận được anh này. Thôi mấy đứa không cần hiểu đâu. Ê, mấy đứa hiểu gì cho đời khổ ra. Nào bây giờ vòng đầu tiên mấy đứa quý mặt xuống. Đứa nào chơi bẩn kiểu chơi bịp bịp với là bị loại nhá. Nào em đặt vào ai? Long. Long, mấy túi? Hai. Hai túi á? Nếu sai là em chỉ còn có một cơ hội để mà chơi tiếp đấy. Vâng. Một túi mặt Thương đây. Một túi mặt Thương, đưa đây. Em hai túi mặt cái Thùy. Hai túi mặt Thùy cơ à? Đưa đây. Hai túi mặt Thùy được. Hai túi mặt Thùy đâu? Mặt Thùy đây. Đây. Em hai túi mặt Thương. Hai túi mặt Thương, sao mày chơi ít thế? Thằng này nhà giàu mà chơi kẹt sỉ. Năm túi mặt Thương. Đây. Chắc nhìn thấy. Nhà giàu mà chơi kẹt sỉ, năm túi Thương. Rồi, đâu? Số này hở. Hai gói mặt Thảo à? Em cũng hai cái mặt Thảo. Hai mặt Thảo à? Sao bọn này tự tin vào mặt Thảo nhỉ? Đâu rồi, Hà đâu? Đứng chui lên đây nào. Hà đâu? Chui lên. Thế là nhà cái thu hết lại sữa. Ôi ôi. Lãi rồi, giàu to rồi. Rồi tiếp. À, cuối bàn xuống. Ok, nào. Thắng, đặt tay nào. Một túi mặt em. Một túi mặt em. Hai túi mặt cái gì? Không uy tín nhỉ, một túi mặt Thùy này. Không uy tín gì cả. Nào. Hai túi thì. Hai túi thì. Em một túi đồng Thảo. Một túi đồng Thảo à? Bốn Thảo. Ôi, thằng này vẫn còn một cơ hội này. Thảo lần này chơi là đứt nhị. Em hai túi mặt chị Bình kia đi. Hai túi mặt chị Bình. Vâng. Em cũng hai túi mặt chị Bình. Hai túi mặt chị Bình. Hai túi mặt cái Thương. Hai túi mặt Thương, còn Thảo gì không? Một túi đồng Thảo. Thảo. Một túi. Còn một túi duy nhất rồi đấy. Vinh. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Đây là em hai túi thì một túi. Ui, 4 cộng với một túi của nó cầm về nữa. 8 túi. Mấy này một túi của em nữa là 9 túi. Ui giời ơi. Em hai túi mà. Hai túi à? Cứ đây ăn bơ này. Ok. Còn số xưa, còn các thành viên còn lại là bị mình thì thu sữa nha các bạn. Rồi tiếp. Đây là lượt thứ 3 các bạn nha. Thùy. Dạ. Em cược không? Em cược một cái mà không. Mang tiếng nhà giàu kẹt thỉ. Vinh. Ba quái mặt Thảo à. Còn ai nữa không? Em một cái chậu mặt thằng Vinh. Thôi đi em ơi, em còn cái nịt đâu. Em thành anh em bị phá sản rồi. Em bị ra ngoài. Em ôi trời ơi, thằng này bây giờ nó chơi nợ nữa à. Nhưng mà bây giờ mày còn cái gì đâu mà nợ nhỉ? Nó còn cái gì đâu nữa mà nợ, nó cắm đâu mà nợ. Hả? Mày cắm áo á? Vâng. Bùn nơ nữa, áo mồ hôi mù ấy. Thôi. Ừ được rồi, thế bây giờ quần hộp đấy. Đây. Cái khổ vay được một hộp này. Ơi, đây Thảo đặt hộp này vào đâu đây? Mang hộp này về uống. Mang hộp này về uống á? Vâng. Ui giời ơi, Thương ơi, nó mang hộp này về uống này. Ôi, chả tao bây giờ. Thôi ra chơi. Ờ đấy. Cược vào mặt Thảo. Mặt Thảo bao nhiêu? Ba hộp. Ba hộp. Em một hộp mặt em. Rồi, một hộp. Em cược mặt thằng em. Thằng em mày là mày ấy hả? Thằng em kia. Đâu? Kia. Mày hả? Ok. Em hai cái vào thằng Thảo. Chết tôi rồi. Còn ai nữa? Thảo. Ê. Hai quái. Ừ, chết tôi rồi. Nào, tiếp còn ai nữa? Vào mặt lâu hai quái. Bụt ơi hiện lên. Bụt ở đâu? Bụt đâu rồi?
Thế có chết tôi không? Đâu bây giờ tính tiền này. À nhầm, tính sữa này. Ủa ôi, Vinh được 12 hộp á? Ui ui, Vinh này 3 hộp, vừa nãy mày nợ tao. Nợ nợ tao. Này, Vinh nào. 1 2 3 mày đem đến hộp nha. 3 3 4 12 hộp. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 hộp. Rồi xong đây. Cái số nó được. 3 hộp. 3 4 12 túi á. 2. Đây là 3 rồi này. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 đủ. Rồi 1 chậu của em. Ôi trời. 5. Ủa thằng này nó đi lên thành công thật đấy. Ôi nhà cái như Châu Phi xin thông báo là hôm nay sẽ có chương trình khuyến mãi 1 ăn 6, 1 ăn 6. Yeah. Chào. À mày đợi cuối nhá. Anh có hứng thú, anh ngủ. 5 túi sữa nhá. Hai Hà, một thùng sữa mang về cho con bú. Ok kìa. Trong lúc mà Hà đi lớp thì mình sẽ đi phỏng vấn một tí. Thắng, em đã từng chơi cái trò này quen ở đâu chưa? Chưa, nhưng mà em bị lỗ nhiều lắm rồi. Chưa mà bị lỗ nhiều lắm, thằng này nó bị làm sao nhỉ? Thương, dạ. Tết có vẻ khá là máu chiến về mấy cái món này đúng không? Vâng. Ok chưa? Nhưng mà em đã mất nhiều sữa bao giờ chưa? Mất tiền thôi hả? À, mất tiền mà không mất sữa. Nhìn mặt Long là biết không biết chơi cái trò này rồi. Thì anh nói gì ấy, em 10 năm kinh nghiệm rồi đấy. 10 năm kinh nghiệm. Không mấy đĩa cho em chơi rồi. Em còn có 25 kinh nghiệm này. Thôi đi ông ơi, ông mới có mười mấy tuổi thôi. Được chưa? Rồi mở mắt ra. Nào bây giờ đặt cược. Một tí hộp anh ơi. Thằng bao nhiêu? Một chậu à, đưa đây. Em được. Ô, không được, thế nhiều. Thời gian đặt cược đếm mà. Một hộp mà thằng Thắng. Bao nhiêu? 4 hộp. Một chậu mặt cái thương. Một chậu mặt thương. Vâng. Thật không? Thật. Chơi luôn. Thằng này nó chơi lớn này anh em ơi. Rồi đến lượt Vinh. Một chậu đi chưa hả? Thôi đi. À, một chậu đi em ơi. Một chậu đi. À không được à? Bao nhiêu? 3 gói mặt cái thủy. 3 gói mặt thủy. Rồi chơi lớn. Một chậu đi em. Một chậu. Một chậu. Em lúc hộp mặt em. Mặt em à? Mặt em không uy tín đâu em ơi. Đây. Hai hộp mặt thương à? Hai hộp mặt thương, một chậu đi em, một chậu đi. Không. Một chậu đi. Năm hộp mặt thắng. Năm hộp mặt thắng. Trời ơi, chơi lớn rồi. Năm hộp nữa à? Đây. Mặt mày uy tín thế mà mày đặt năm hộp á? Bụt hiện lên. Anh bảo mày chơi hết một chậu đi, mày không chơi. Bao nhiêu? Thế nào được bao nhiêu hộp? 3 hộp. 3 hộp và 3, 3, 6, 24 hộp. Ôi ôi. Báo. 3, 6, 18. À, 3, 6, 18. Ừ, ông thần tính toán. Đây, mang cái chậu đây. 2, 4, 15, 18. Đùa. Mặt thắng này không biết gì. 18. Ôi thế Thảo buồn lấy giờ, Thảo này quay về đáy xã hội rồi. Thảo vừa mới quay đây khỏi đáy xã hội đâu, bây giờ lại chui xuống rồi. Ôi Thảo, Thảo về Tốt Quân nhá. Mong cuối cùng nhá, vòng này chơi lớn nào. Vẫn là một một ăn 6 rồi, cho đứa nào giành được sữa này. Anh ơi, thưa em là thuê tí em bú đi tí sữa. Ok, được rồi, bây giờ em sẽ phụ anh trong công việc lấy sữa của nó. Vâng. Tí là thắng tí mà được nhiều anh tặng kỷ em tí. Rồi, nào mở mắt. Bây giờ mà chơi lớn. Mày lầm bầm cái gì Thắng? Thắng nó bảo nó muốn chơi hết à Thắng? Ừ. Em cầm mic ra phỏng vấn Thắng nha. Khán giả nghe. Em muốn mang sữa về cho mẹ em lắm. Thế bây giờ em mang sữa về em hỏi mẹ nè. Mẹ có muốn con dạng danh tổ tiên không? Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Mẹ đưa hết tiền cho con đi mua sữa. Mang đây chơi với anh Thái. Thắng trước. Bên chị Bình. Bên chị Bình này. Thảo 3 túi anh chị Bình. Ok. Ok đã xuống. Thắng. Em 3 túi thương đi. 3 túi thương này Thảo ơi. Cả chậu đây, cả chậu đây. Người ta có trí khôn. À trí khôn. Người ta bảo là thông minh thôi. Trí khôn là của chó, của động vật rồi. Được, ok. Trí khôn là của động vật rồi em ơi. 6. Thắng chơi lớn rồi anh em ơi. Thắng chơi lớn rồi. 9 rồi. Còn một hộp này em đi. Để uống. Ôi dài ôi. Rồi rồi, tiến thương. Em 5 hộp mặt em đi. Mặt thương. Được. Vinh đặt thương Vinh. Hoặc là đặt thắng. Bây giờ mày một trong hai. Một là mất hết, hai là cũng vẫn mất hết rồi. 3 hộp mặt thương em. 3 hộp mặt thương. Em 4 gói mặt thương. Lên đi thần tài ơi. Thần tài lên. Thần tài ơi.
Thôi toang rồi, bây giờ là nhà cái chia sữa nào. Vinh bao nhiêu? 4 nhân 6 24 à? Đố 30 rồi. Mình là lau hết sạch à? Rồi ok bạn ơi, vậy là cái trò chơi kết thúc tại đây rồi. Tại vì mình giao kèo lúc đầu chơi 5 vòng thôi thì chơi hết 5 vòng rồi. Và trò video cũng dài, bây giờ mình tổng kết lại nha. Đầu tiên Thùy đây đếm bao nhiêu sữa nào? 2 3 4 5 10. Tôi không cần đếm nữa rồi, nhiều lắm rồi, đếm lâu lắm rồi, phải đếm đi. Đây là một chậu thì chắc chắn là Thùy là lãi rồi các bạn ạ. Thùy là lúc đầu là chỉ có lưng chậu, bây giờ được một chậu cả bình nữa. Thằng Vinh thì không nói, Vinh thì lúc đầu có 3 túi thôi mà bây giờ được 1 chậu. Mà trong khi đấy là còn vay nợ nữa, sợ thật, thương cũng thế. Còn đây là ba kẻ thất bại của xã hội. Thảo thì ngoan lên được một vòng thì lặn, còn thằng Thắng thì từ trên cao phát đi xuống dưới mặt đất luôn. Bạn có mặt thôi, thắng thua quan trọng. Thôi nói chung là cái video trốn tìm mà đấu giá của mình kết thúc tại đây được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ cho mình một like, chia sẻ video, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn. Bye bye.